Vô ngồi đây, vô, ngồi đây. Vô. Hello everyone. Xin chào mọi người, hôm nay mình có một trái cacao. Đó. Em nhỉ. Đó, hôm nay mình chỉ cho vô ăn trái cacao này các bạn. Cacao này thì người ta hay làm hạt để làm cacao á. Cho vô ăn nha. Nè. Cái gì đó? Hả? Cái gì đó? Hả? Ta ăn à? Này nè. Đây. Nè. Cái này. Vô lột được không? Hả? Lột được không? Được hả? Để vô. Để vô lột hả? Vô đang lột chảy cacao rồi các bạn. Cứng quá hả? Hả? Nè, vô lột hả? Hả? Ở đây lột hả? Vô lột cho con nha. Ngồi qua đây. Ngồi qua này. Vô. Ngồi qua này. Không, ngồi đây. Ngồi đây. Ờ. À. Ngô bắt kia. Cái tay. Ai. Thơm. Thơm á. Thơm không? Mình cho vô ăn thử một miếng được rồi, ăn được không? À vô ăn, ngồi qua đây ăn. Ừ. Ngon hả? Hồi giờ mình chưa ăn trái này bao giờ ạ. Vô ngồi đây nhé. Đấy. Ngồi đây. Vô, ngồi đây. Ừ, ngồi đây. Rồi cho mọi người xem này, để cho vô ăn. Xem thử cái vị nó như thế nào nhé. Chua chua ngọt ngọt quá à. Thơm. Bình thường thì người ta hay lấy cái hạt để làm cacao để mình uống á các bạn. Chút xíu không? Chút xíu nhân. Nó chỉ có rất ít đấy thịt. Nó được một xíu thôi. Mình chạy vô này. Ha. Thơm hả? Mọi người không biết đã ăn quả này bao giờ chưa? Ngồi đây. Ừ, cái con này. Ừ, vô kháng hạt hả? Tôi đang cắn hạt cacao các bạn. Thế ăn được không? Ăn được hạt không? Ừ, không ăn được hạt. Ngon không?
Mẹ yêu. Mẹ yêu nhớ không quên. Ngủ quên nặng. Chơi này. Nè, chơi 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 này. Vô ngồi lên đây, ngồi lên đây, ngồi lên, ngồi đi. Ngồi đây, vô ngồi lên đây, vô ngồi lên đây, vô ngồi lên đây. Vô ta. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, vô nằm xuống. Đây cho vô xịt xịt nha, mình chơi nha. Trời ơi tội lắm, thương lắm. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Vô ha. Goodbye, tạm biệt mọi người. Goodbye, thank you for watching. Cảm ơn mọi người đã xem video.